Hello anh em, hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một trong những siêu phẩm Air Jordan 3 mà có lẽ là sinh không đúng thời. Vì nếu em đó mà được ra mắt khoảng 3 năm trước thì có lẽ đã là một trong những siêu phẩm với một mức giá resale rất là cao, đâu đấy phải loanh quanh 10 triệu. Thế nhưng ở thời điểm hiện tại thì mình đã có thể dễ dàng cóp được em nó với một cái size rất là đẹp, size 8US, size tức là 41 Euro ở Nike, trung tâm thương mại Takashimaya, thành phố Sài Gòn. Và hiện tại thì nếu anh em có cơ hội qua Takashimaya để nếu mà thích em này và cóp thì có lẽ là mình nghĩ vẫn sẽ còn một số size đâu đấy loanh quanh 43-44, có lẽ sẽ vẫn còn. Mặc dù là các bạn nhân viên ở đó thì cũng tư vấn mình là đôi này bây giờ mua về cái là bán là lãi ngay. Thế nhưng mà cá nhân mình đánh giá với cái phong cách ra hàng như hiện tại của Nike với một số lượng phối màu cũng như là các phiên bản ra liên tục thì có lẽ là Jordan hiện tại giá trị về mặt resale gần như là sẽ khó có thể tăng giá. Nhưng đây vẫn là một trong những phiên bản mà mình cực kỳ thích ở Jordan 3. Đó chính là bởi vì cái thiết kế YC Man không thể lẫn vào đâu được của em nó. YC Man thì cũng đã rất là từng là nổi vào năm 2011 khi mà được làm lại một cái bản retro. Thì đợt đấy cái đôi YC Man mình nghĩ có lẽ bây giờ cũng phải đâu đấy loanh quanh 600-700 đô. Thì cái phiên bản YC Man 2023 này thì cũng gần như là giống tới 90%, không có gì khác cả. Nếu anh em nào là một fan của Jordan 3 thì chắc chắn là không thể bỏ qua nó. Chỉ khác là ở phần upgot của phiên bản lần này cũng như là một chút ở phần đế giữa ở đây thì cũng đã được làm bởi cái màu trắng ngà, thì mình sẽ có cảm giác đâu đấy nó vintage hơn và thực sự là có khi nó lại còn đẹp hơn, nó đẹp hơn cái phiên bản cũ. Bonus đưa cho anh em thêm một điểm rất là đặc biệt ở trên phiên bản lần này, đó chính là nó có một cái hộp với một cái thiết kế rất giống với phiên bản Air Jordan 1 Lost and Found, với những cái chi tiết mà được làm gọi là sờn đi, như kiểu là một cái hộp đã rất là cũ, như kiểu một cái hộp giày mà đã để trong kho rất là lâu rồi. Và thực sự là nó đi đúng với cái phong cách thiết kế của tên của cái phiên bản này, đó chính là Reimagine, tức là hồi tưởng lại đó. Thì nó cũng giống như kiểu Lost and Found, đã mất và được tìm thấy vậy. Thì nếu mà anh em đã xem cái video mình review đôi Jordan 1 cổ cao Lost and Found thì anh em sẽ thấy ngay được cái sự tương đồng ở trên cái phần hộp và phiên bản lần này. Đây, mình sẽ cho các bạn xem ở mặt dưới này cũng vậy, vẫn là những cái họa tiết Elephant Print và có những cái điểm cực kỳ đặc biệt của cái hộp này. Đây không phải sơn thật đâu nhé bạn nhé, đây là Nike cố tình làm vậy thôi. Nhìn nó rất là hay. Bên cạnh đó thì mình nghĩ Jordan 3 sẽ là một thiết kế của Jordan mà sẽ sống trường tồn với thời gian. Khi mà bạn nào mà đã đi Jordan 3 đẹp rồi thì thực sự là đi phối màu nào cũng đẹp. Mà mình nghĩ là Jordan 3 10 phối màu thì phải đến 9 phối màu đẹp, còn một phối màu còn lại thì hơi dị thôi. Và thực sự là cái con Jordan 3 mà mình cầm trên tay ngày hôm nay thì nó quá fresh. Mình nghĩ là đúng là nó sinh không hợp thời thôi. Chứ nó mà sinh đúng thời khoảng độ 2 năm trước, 3 năm trước thì chắc chắn là mình không có cơ hội để cóp em nó. Hôm đấy mình ra cơ, mình còn có một đôi 41 ở trên kệ. Thì mình hỏi bạn nhân viên bảo là còn mỗi đôi này đôi cuối. Thế là lúc đầu mình không định lấy vì đôi đấy ở trên kệ, nhiều khi khách đi thử nhiều và nó gãy mũi mình không thích. Đoái hoài một hồi mà cuối cùng mình lại chốt là thôi vẫn lấy 41 vì mình thích quá, mình không thể cưỡng lại được. Thế là cuối cùng bạn nhân viên lại mang cho mình một đôi 41 khác mới tinh ở trong kho ra. Thì thực sự là mình cảm thấy rất là bất ngờ và thực sự là may mắn. Có lẽ là bạn với cả mình có một chút hiểu lầm ở đấy thôi, bạn nói mình không hiểu. Nhưng mà mình cảm thấy rất là may mắn vì mình đã quyết định là lấy em nó ở trên kệ, mặc dù nó bị nhăn mũi nhưng cuối cùng mình lại nhận được một đôi mới tinh như này. Và chắc chắn đây là một đôi giày mà mình nghĩ là dù nó có rẻ hay là đắt thì nếu anh em có cơ hội vẫn nên sở hữu. Còn anh em thì thấy sao? Cho mình biết ở dưới phần comment nhé.